Trang Hoa Kim thân mến chào tái ngộ cùng tất cả các bạn. Hôm nay cái món mình chia sẻ với các bạn đó là cái món miến dâu xào á, tôm với thịt và rau. Đây là một cái món ăn mình làm để thay thế cho những bữa cơm mà mình cảm thấy nó ngán rồi đó, thì mình chọn cái món này để thay thế. Thì cái món miến dâm này, cái miến mà mình xào này đó là miến dâm, mà miến dâm là của Đại Hàn đó. Thì cái sợi này nó hơi lớn đó các bạn, nó cũng không, cho nên nó mình thích xào bằng cái miến này thì nó có cái độ dai. Thì cái món xào này của mình thì nó sẽ có nhiều rau hơn là các món khác. Và đây là một cái phần mà mình làm cho hai người ăn, cho nên mình chỉ có làm nửa cái bó miến dong này thôi. Thì với tất cả những món rau mà mình có ở đây là coi như là cải thìa nè, rồi cải bắp sắc nhỏ nè, nấm đông cô sắc lát, ngò với cà rốt, và các bạn có đậu ván nữa. Thì trong nhà mình nếu các bạn thích ăn cần giòn đó của Mỹ hay là cần tàu thì các bạn thêm vào, và mình cũng có thể thêm là ớt chuông á, xanh, đỏ, vàng để cho thêm màu sắc. Và ngoài ra nó còn có tàu hũ chiên. Thì càng nhiều món rau thì nó lại càng ngon, thì tùy theo ý các bạn. Và ở đây mình cũng có một muỗng dầu mè, thì đồng thời mình phi cái tỏi hành bằm, mình phi bằng dầu thường nhưng mà mình lại trộn vô cái dầu mè này để cho sau cùng mình bỏ lên cái miến của mình thì nó được thơm. Thì cái miến dâm này là mình đã ngâm nước ấm 5 phút và mình cắt nhỏ rồi, và tất cả những loại rau mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào để làm cái món này. Xin các bạn cùng vào bếp và cùng chia sẻ với mình. Thì việc đầu tiên là mình chiên cái tàu hũ nè. Thì mình chiên tàu hũ, còn các loại rau thì mình sẽ luộc riêng từng phần. Và trong nước mình cũng bỏ vô một muỗng cà phê đường, và mình cũng bỏ thêm một muỗng cà phê muối. Đó, thì bất cứ loại rau nào mình cũng trụng sơ thôi. Tại vì mình trụng sơ thì nó mới giòn, thì mình không có mất cơm mình bỏ cái rau này vô nước đá. Thì sau đó là mình bỏ cho nó ráo cái bằng cái lược này nè. Thì và cái nước của nó mình sẽ giữ lại để mình làm súp nóng mình, tại vì mình thích ăn cái nước luộc rau và cái nước chấm của nó. Thì đây là cái nước mà mình vừa dùng để chan miến, và mình cũng để dùng để nấu. Nó có nửa thì số lượng thì mình cũng đã để sẵn ở đây rồi. Thì mình sẽ xài là khoảng nửa chén nước, rồi 1/4 chén xì dầu Maggi cho nó ngon, và một muỗng canh đường, một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê bột súp gà, và thêm một muỗng canh dầu hào. Thì các bạn coi trên màn hình mình cũng đã chia sẻ được rồi. Thì bây giờ đó là tất cả mọi thứ mình đã sẵn sàng để mình chuẩn bị mình xào, và coi như là tàu hũ mình cũng đã chiên giòn rồi đây. Thì để bắt đầu làm cho cái món này thì trên màn hình mình cũng có ghi là tất cả mọi cái rau mình chỉ luộc vừa thôi, đừng có làm cho nó chín quá. Thì bây giờ mình bắt cái chảo lên, thì mình cho một muỗng canh dầu ăn, mình cho tỏi bằm với lại hành vô. Thì bây giờ mình bắt đầu mình xào là xào thịt với tôm, và mình xào với cái nấm đông cô tươi đó. Thì mình cũng đã sắp lát rồi. Thì trong cái chảo xào này mình sẽ cho vô phân nửa cái lượng mà nước sốt hồi nãy mình là mình vừa pha đó, với lại khoảng chừng 3/4 cái chén nước. Thì nếu mà miến mà nó các bạn dùng cái loại miến mềm thì các ít bạn làm ít nước thôi, nhưng mà cái nước mà mình sẽ xào cái thịt này mình sẽ cho vô trong miến. Đây là một cái bí quyết, phải nói là nó có tính cách đặc biệt, vì sau khi mà mình xào cái thịt với tôm với nấm nó sẽ ra cái nước ngọt, và cái nước đó mình dùng mình đổ lên miến mình xào thì cái cọng miến của mình nó sẽ có một cái độ ngon rất rất là ngon và rất là đặc biệt. Và khi mà các bạn xào rồi, các bạn thưởng thức bắt, các bạn sẽ thấy rất là yêu thích cái bí quyết nho nhỏ này. Thì sở dĩ mình đổ nước nhanh vô trong thịt khi thịt nó chưa có chín là tại vì mình không có muốn cái miếng thịt đã bị khô. Cái miếng thịt này nó hơi tươi tươi như là thịt luộc vậy đó. Thì khi mà mình trộn vô trong miếng thì nó sẽ ngon hơn là mình sẽ xào khô nó đi. Thì đó là cái bí quyết của mình, cho nên mình nói là mình xào cái này là mình sẽ xào vừa chín tới thôi. Và sau đó là mình sẽ bỏ cái này ra một cái tô.
thì để mình để qua một bên, để lát nữa khi mà mình xào miến đó thì mình sẽ đổ cái nước này trở lại, thì cái nước này sẽ là nước để cho cái miến của mình nó được mềm đó. Thì đối với cái món ăn này đó, nếu các bạn muốn ăn chay thì các bạn cũng có thể xào, nhưng mà mình bỏ dầu hào và mình bỏ tôm thịt ra thì nó sẽ thành là món miến xào chay. Thì bây giờ cái công đoạn mà kế tiếp là bắt đầu là mình xào miến. Thì mình cũng lấy một cái chảo đó, mình cũng cho hành tỏi đã bằm nhuyễn vô. Thì mình có cho vô một muỗng canh cái dầu điều đỏ đó, hay là nếu mà các bạn có dầu ớt ăn cay cho vô cũng được. Thì cái này sẽ tạo cho cái miến của mình nó cái màu nó tươi hơn. Nhưng cũng có đôi khi các bạn thích nó màu đậm thì các bạn phải pha bằng hắc xì dầu thì cái màu nó sẽ đậm hơn. Nhưng mình thì thích cái miến nó có cái màu tươi thì mình sẽ cho cái dầu điều đỏ này. Và sau đó bây giờ đó mình cũng đã nói với các bạn rồi, thì bây giờ mình cho tất cả những cái nước mà mình đã nấu ở trong cái tô thịt đó vô trong cái miến này, và nó sẽ ngấm hết vô trong cái miến của mình. Nó có một cái tác dụng là làm cho cái miến của mình nó mềm đi. Nhưng mà mình cố gắng làm sao đó canh cái nước này để cho cái miến của mình nó không bị nhão mà nó khô vừa đủ. Thì với nồi bó miến á, thì mình chia sẻ cái lượng là đầy đủ rồi, nhưng nếu các bạn mà làm nhiều miến hơn trong gia đình đông người hơn thì các bạn coi chừng, mà nếu trường hợp mà nó bị khô quá đó mà mình cảm thấy cái cọng miến nó còn cứng thì khi nó cạn rồi mình cũng có thể cho vô thêm một tí xíu nước vậy nữa và mình xào để cho nó vừa đủ mềm mà vừa đủ chín thôi, nhưng mà nó đừng có bị bở. Thì đó là cái chi tiết để cho mình đạt được cái độ chín vừa phải của cái cọng miến để cho cái món này nó được ngon. Và bây giờ đó thì mình mở lửa vừa thôi, thì mình sẽ xào cho đến khi cái cọng miến này á nó được cạn hết cái nước đi đó. Thì sau khi mà nó cạn hết nước rồi đó, các bạn thấy mình cũng có cho vài tí xíu ớt cắt nhỏ vô, thì các bạn cũng có thể cho thêm. Và bây giờ cái chảo miến của mình nó cạn rồi nè, thì bây giờ mình tắt bếp đi. Mình tắt bếp đi và bây giờ bắt đầu mình cho tất cả những cái nguyên liệu thành phần mà mình đã nấu chín rồi đó, mình cho vô. Và bây giờ thì mình sẽ trộn đều những cái thành phần này lên với nhau. Thì mình sẽ trộn hết vô. Và sau khi mà mình trộn đều vô hết rồi đó, thì mình sẽ cho vô đó là thêm ngò đó, với lại tiêu, và với một cái muỗng canh dầu mè, và với lại hành tỏi đã phi. Thì trong cái công đoạn này á, nếu các bạn thích thì các bạn có thể cho thêm nhiều thứ, chẳng hạn như là ớt nè. Nếu mà các bạn ăn ớt chua, các bạn cũng có thể sắp lát cho vô. Thì cái này nó chỉ là căn bản theo cái gia đình của mình, thì có thể là các bạn nêm nếm lại theo cái ý thích của mình và theo cái khẩu vị của trong gia đình của mình. Đó, đây là cái chén dầu mè đó các bạn. Thì bao giờ xào miến mình cũng phải có dầu mè để cho nó được thơm. Nhưng mà nó cũng tùy theo, mình có thì mình làm, mà không có thì thôi. Và sau khi mà cái nước mà hồi nãy mình đã pha rồi đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ thêm một ít nữa để mình làm cái nước để chan xì dầu. Làm xì dầu để mình chan vô cái miến để mình ăn chung á, là mình sẽ cho vô một muỗng canh giấm đen, và mình sẽ cho thêm á là ớt bằm với tỏi bằm. Thì sau khi á mà mình ăn miến mà mình chan cái nước này lên á, thì phải nói là rất là ngon và nó rất là đặc biệt. Thì các bạn sau khi xào cái món này theo cái sự hướng dẫn giống như mình đã làm, thì có lẽ là chúng ta sẽ có một món ăn rất là ngon. Và cái nước chấm này phải nói là các bạn ăn và các bạn cũng thích lắm. Và cái nước rau đó là mình để lại và sau đó mình nêm nếm lại. Cái nước rau luộc đó mình sẽ cho thêm, thì các bạn thấy thì cho hành tây rồi cho ngò vô. Nhưng mà cái nước này là mình chỉ để mình ăn ngoài thôi, chứ mình đừng có chan vô trong cái miếng này. Tại vì khi mình ăn nó khô đó, thì mình ăn mình múc vài muỗng này để mình cho vô chén mình ăn, thì cái món ăn của mình nó ngon hơn. Nhưng mà không phải cái chén nước súp này là mình để trộn vô cái miếng này đâu nha. Cho nên mình chỉ, và cái nước mà mình luộc rau này, đôi khi mà mình nấu hủ tiếu thì mình cũng có thể pha vô được và nó cũng rất là ngon. Thì do đó mình nấu sôi cái nước này lại và mình dọn nó lên để mình ăn riêng, thì ăn kèm, thì nó lại cho cái bữa ăn của mình nó không có khô khan đó. Thì đó là tất cả những cái chi tiết mình đã chia sẻ với tất cả các bạn rồi.
thì xin thật thật cảm ơn tất cả các bạn đã cùng vào bếp và cùng theo dõi với mình cái cách chia sẻ này. Và mình xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với mình. Và mình xin chúc các bạn là thành công trong tất cả các món ăn. Và nhất là cái món ăn này, nếu các bạn thực hiện thì các bạn nhớ bấm thích cho mình nha. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Và nếu các bạn đăng ký cái kênh của mình thì tất cả những món mới sẽ đến với các bạn sớm hơn. Một lần nữa, Trang Khoa Kim xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn. Xin chúc các bạn được rất là nhiều sức khỏe và trong gia đình được vạn sự như ý và được luôn luôn vui vẻ trong tất cả các bữa ăn. Xin thành thật cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn các bạn trong một video kỳ tới.